Bây giờ mình ra tới đồng rồi nghe cả nhà, mình tiếp tục đi săn ít im nữa cả nhà ơi. Đây con nghe cả nhà, ít cái cả nhà ơi. Mệt rồi nè. Cái cả nhà, con kia nó chạy mất tiêu rồi. Cái nhà cá nhỏ đây con nữa cả nhà ơi. Đây ít đàn con ơi. Đặt cả nhà ơi, đây là cái nhà ơi. Được. Được không cái nhà ơi? Được không rồi. Có thể sâu khiếp luôn á. Quá sâu ạ. Chào lợi. Mệt. Đây. Bắt cái bạch trước đây. Một cái nè. Hai con. Đây con nữa nè. Đã quá cả nhà. Có thứ gì còn gì nữa. Bữa nay lẻ nhiều ta. Điện thoại mình không cầm pin nữa, cái này chết rồi. Đây con với cái nhà ơi. Được không à? Tên cặp nha cả nhà, quân ít được thì quá bự mà không biết ít cái sao nữa nè. Trời ơi, hai con cỡ quá trời luôn. Ít chỉ gộ quá gộ luôn, gộ không thấy cả nhà ơi. Quá trời gốc lú rồi. Ngắm đầu lên.
nay mình bắt thất bại cả nhà ơi, mình gán đeo theo kiếm chiếc cháo rồi. Thằng cặp của nhà ơi, cặp này nó muốn nhả cặp hết rồi, nó nhịp rồi nè, chụp lẹ đó nghe cả nhà. Ôi con ếch siêu to trời ơi, cái nè cả nhà thấy ếch chưa, ếch 300 gram cả nhà ơi, nhìn con ếch đực nè, ếch cái nè, quá ơi khủng lồ luôn. Có chặt thới con ếch bự nè, có lý à. Quá nhát rồi, có đực nhìn quét luôn, biết ếch nó bự hay sao, sợ nó nằm xa đứt á, thấy bốn mắt nó bự, bự cả nhà ơi, ếch cái bự quá. Ừ nữa cả nhà ơi, vô cả nhà ơi, quá trời rồi, nhớ cái này nữa rồi, chú già luôn. Cặp cả nhà ơi, quá đã cả nhà ơi, ở đây cặp bự bự không cả nhà, ít cái nó bự á, thấy chưa, nói đúng là thiệt luôn nè cả nhà. Ôi ơi, bự bằng tay bằng của mình luôn á, ôi thấy ham không cả nhà, ôi nó trời đã luôn. Đặt ra bự bự không à, cái chết lạ luôn rồi. Ôi sao cái điện thoại mình chết lạ luôn người ta, cái kỳ vậy, chạm gì vậy chết lạ luôn trời. Ngủ đậm giờ to không, nó cái to không, ô cái vừa cả nhà ơi, không được bự chứ mấy, cái cũng vừa bự chứ mấy, sáng bét luôn rồi cả nhà ơi. Mới nãy cái cặp này là mình gặp mà mình bắt không được nè, đây rồi bắt này được rồi, được. Trời nè, đây con nè, đúng hai con, mặt lại sáng rồi, chụp lại không được, nó vừa dậy cặp rồi nè, đó thấy chưa, buông nó chạy liền không, nó tiếp tục bự nữa cả nhà, tạm bự nha, quá đã. Nhìn cái nhà nè, sắc bét luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không?
Thôi video mình tới đây đó nghe cả nhà, để mình về nhà mình căng coi được nhiêu ký nha cả nhà. Đây 5 6 7 765 mà đưa 70 luôn nè. Dư coi. Đây mai bơ cho 5.000 luôn. Đúng không? Đó. Cảm ơn nhiều luôn. Chú bà tổ nghiệp con luôn. Lớp nào đi bán cam đi trễ nữa. Dạ. Thì cứ có cứ điện luôn. Sáng này anh trưa anh mới chạy cò lúa đó, rồi buổi sáng này vợ đóng nó bán cháo này nọ, 5 giờ là thất cờ bắt đầu mới thấy mới còn cò giờ tới nè. Vậy đó hả anh, bởi vậy nghe chỗ gọi điện nói cũng về trời. Dạ thì sáng sớm tối buổi sáng thì cũng ra ra đấy. Dạ 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 thôi thôi chứ trước nhà con về luôn nghe chứ. Bữa nay mình thu nhập đêm nay được nhiêu nha cả nhà? Đây nè, 500 600 700 770 ngàn nha cả nhà. Bữa nay mình thu nhập được 770 ngàn. Đây nhà thấy không? 770 ngàn nha cả nhà. Thôi video mình tới đây đã ngưng cả nhà ơi, cho cả nhà xem kỹ là coi sao tiền mình để kỳ quá nè. Đây cả nhà ơi, 770 ngàn nha cả nhà. Thôi video mình tới đây đã ngưng cả nhà ơi, thôi bye cả nhà nha.